đây không làm mất thời gian các bạn, chúng ta cùng nhau khám phá chiếc đồng hồ GMW B5000. Như các bạn có thể thấy ở đây thì bên trái của mình là chiếc DW5600 và bên phải là chiếc B5000. Thì chiếc B5000 này chính là sự kết hợp ngang trái giữa mối tình DW5600 và chiếc B5000D. Thì đây là chiếc B5000. Sở dĩ mình nói như vậy tại vì chiếc B5000 này thì nó sở hữu phần dây cao su tương tự như mẫu DW5600 này, nhưng mà phần mặt, phần vỏ trước của nó thì lại giống với mẫu là B5000D. Ở mặt trước các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với size mặt là 49.3 ngang cho 43.2mm và độ dày của mẫu B5000 là 13mm. Nó khá là dày hơn so với mẫu DW5600 này, tại vì các bạn có thể thấy đây, phần vỏ trước và phần nắp lưng của nó làm từ thép không rỉ, và phần nắp lưng này được thiết kế ở dạng là dạng xoáy ốc vít vào sau chứ không sử dụng là bốn con ốc để cố định bốn góc như thế này. Rồi, tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này sẽ rơi vào khoảng là gần 100g, tại vì đa phần là trọng lượng nó đến từ phần mặt từ bằng thép không rỉ này. Mặt kính trước của nó cũng được trang bị là mặt kính khoáng cho khả năng chống va đập rất là tốt, và độ chống nước của nó lên đến 200m. Giờ đây là một chiếc đồng hồ nâng cấp để cho nó có tính cao cấp hơn, cho nên nó được trang bị thêm nhiều chức năng đặc biệt khác. Như là đầu tiên mình sẽ nói về chức năng kết nối Bluetooth của nó. Các bạn sẽ có thể đồng bộ Bluetooth giữa chiếc đồng hồ B5000 này đến với điện thoại chúng ta thông qua kết nối Bluetooth để điều chỉnh thời gian tự động, cài đặt thời gian, vài thông số nhỏ như là các bạn xem giờ thế giới, chuyển đổi múi giờ, báo thức hay nhắc giờ chiếc đồng hồ này. Và bạn có thể sử dụng chiếc đồng hồ này tương tự như là một cái remote để chúng ta tìm được cái điện thoại chúng ta khi chúng ta thất lạc chẳng hạn. Và khi các bạn theo dõi phần mềm trên điện thoại thì các bạn cũng dễ dàng theo dõi được pin của chiếc đồng hồ này là còn bao nhiêu phần trăm. Chức năng thứ hai cũng là một chức năng cực kỳ đáng tiền của mẫu B5000 này là nó hỗ trợ chức năng là multi-band shift. Thì nó sẽ hỗ trợ các bạn là tự động điều chỉnh thời gian dựa trên tín hiệu của các quốc gia thế giới. Thì hiện tại chỉ có 6 trạm trên thế giới thôi để hỗ trợ phát sóng radio để nó nhận tín hiệu thôi. Thì quốc gia là ở Nhật Bản thì có 2 cái, Trung Quốc 1 cái, ở Mỹ, Anh và Đức. Và rất tiếc cái tính năng này ở Việt Nam chúng ta chưa thể hoạt động được, tại vì chúng ta chưa có cái trạm phát sóng để đồng hồ để thể nhận dữ liệu và tự động cập nhật giờ. Đặc điểm thứ ba của chiếc đồng hồ này, nó cũng có thể hiển thị thứ bằng 6 ngôn ngữ khác nhau, phù hợp với 6 quốc gia khác nhau như lúc nãy mình có đề cập phía trên. Và tính năng cuối cùng của nó là hỗ trợ năng lượng ánh sáng mặt trời, tách solar. Rồi, ngoài những chức năng đặc biệt mình vừa nêu trên thì chiếc đồng hồ này vẫn có vài chức năng cơ bản là đồng hồ quốc tế, bấm giờ, đếm ngược, báo thức, nhắc giờ và lịch tự động. Chiếc đồng hồ này lên đến 2099. Độ chính xác của nó sẽ rơi vào khoảng cộng trừ 15 giây trong một tháng nếu các bạn không cho chiếc đồng hồ này đồng bộ với điện thoại. Ok, và đó là những thông tin cơ bản về chiếc G-Shock GMW B5000 này. Các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Và mình chắc chắn rằng chiếc đồng hồ này đang thu hút rất là nhiều anh em về vẻ đẹp của nó. Các bạn cảm thấy nội dung video như thế nào? Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay đóng góp ý kiến cho video sắp tới thì cũng đừng ngần ngại, hãy để lại ngay bình luận phí dưới video. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Nhớ subscribe.